khám phá cho da nhạy cảm, hân hạnh đồng hành cùng chương trình Thử thách lớn khôn. Điều đó có sẽ từ nay con sẽ lớn hơn, dần dần bước qua trong đời rất nhiều rồi con sẽ không biết đâu vì bố mẹ luôn là người dẫn đường, chỉ cần mạnh mẽ chút thôi, một chút nữa thôi. Thử thách lớn khôn. Tiếng cười của trẻ em được ví như một bản nhạc sôi động, vui nhộn nhất mà chúng ta được nghe thấy trên thế gian này. Và không chỉ có tiếng cười, trẻ em luôn thể hiện được đúng cảm xúc của mình. Một xíu mẹ sẽ quay lại. Rồi. Rồi. Ôi trời, đầy quá. Mẹ nằm con đi về đi. Con mệt lắm luôn á trời ơi. Con đi học nguyên ngày luôn á. Chiều về là con không có được nghỉ. Con nghỉ được có một chút là cái là phải đi học tiếp. Ở xa vậy? Và những điều đó đã tô điểm thêm nhiều sắc màu cho căn nhà nhỏ trở nên thú vị và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Cùng quay ngược thời gian để trở lại thời khắc các thiên thần nhỏ xuất hiện. Em bé mới sinh ra là nó xinh xắn như thiên thần đó. Nhưng mà riêng này mà sinh ra thì bà nhăn nheo rồi bà nhìn, bà tiếp ngắt hả? Nhưng mà nhìn cũng rất là thương. Đấy là David ôm em bé ra kề da và anh ấy có khóc. Đấy thì Phương cũng rất là cảm động. Mình cũng khóc luôn. Trời ơi, nó xấu quá. Rồi nhìn đầu tiên là nó là dạ hàng. Sao giống người ngoài hành tinh vậy? Mỗi gia đình như một bông hoa mang màu sắc riêng, tạo nên những đứa trẻ có nhiều tính cách đặc trưng và khác biệt. Con muốn đi đâu hết? Hả? Ủa mới nói muốn đi chơi giờ nói không muốn đi đâu hết hả? Nãy thì lấy những đồ trong nhà này thôi, không được lấy gia đình con. Và để bước vào thế giới đầy bí ẩn và thú vị của các con, ba mẹ sẽ gạt bỏ đi hào quang của người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng. Thay vào đó sẽ là người bạn bên con, hiểu con, cùng con vượt qua những thử thách, những chặng đường mới để con góp nhặt được nhiều bài học lớn khôn trong giai đoạn đầu đời. Và đó không chỉ là thử thách lớn khôn cho các con, mà còn là thử thách trưởng thành cho cả ba mẹ. Bản thân hai vợ chồng á, cảm thấy là cần phải cố gắng hơn, sống phải có trách nhiệm hơn. Giúp cho Phương trưởng thành và sâu sắc hơn rất nhiều. Gọi là biết nhường nhịn hơn ấy. Thực sự là Hùng Tâm dạy cho mama cái sự nhẫn nhịn tốt. Thì dần thì em đang cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nhiều để làm một người cha tốt và làm một người bên cạnh nhân tốt hơn. Tất cả đều đã sẵn sàng cho hành trình mới tuyệt vời mang tên Thử thách lớn khôn. Tập 1, chúng con là Queenie, Hùng Tâm, Lina, Corbin và Bona. Trời ơi, đánh răng mà cũng nghèo nữa là sao? Hello. Thấy vậy hả? Nè con, đợi đi nè. Chị như mẹ làm cho nó không có bị ướt tóc mình. Nó đang rập. Ơ. Nó mượn cái này nè. Rồi nha.
Con không biết có được học quà hay không. Con có biết tới chương trình thử thách lớn khôn không? Dạ, ở nhà con có coi. Con nôn quá con coi. Thì ra là cô bé đã xem mùa 1 nên đang chờ đợi hộp quà của chương trình đây mà. Bây giờ qua hỏi mấy con chú nha. Hỏi gì vậy? Hỏi có học quà không? Hỏi là có được học quà hay không? Học quà để mời chơi thử thách lớn khôn đó hả? Vậy xíu con hỏi đi. Xin chào thử thách lớn khôn mùa 2. Mẹ là Vân Trang, ba Hữu Quân và bé Lê Quyên, hay tên gọi nhà là thân mật là Queenie. Là một gương mặt quen thuộc trong các bộ phim truyền hình và phim điện ảnh Việt Nam, Vân Trang được mọi người yêu mến bởi lối diễn xuất chân thật và có chiều sâu. Năm 2016, Vân Trang tạm rời xa sân khấu, tập trung xây dựng tổ ấm nhỏ hạnh phúc của mình. Ông xã Vân Trang là doanh nhân Việt Kiều Úc Lê Hữu Quân. Anh luôn ở phía sau động viên và ủng hộ niềm đam mê nghệ thuật của vợ mình. Tháng 10 năm 2016, quả ngọt cho tình yêu của vợ chồng Vân Trang và Hữu Quân đã ra đời, cô bé Queenie hoạt bát đáng yêu. Hai vợ chồng đám cưới sau đó là cũng có bé đâu đó 1 tháng à. Nên mọi thứ nó cũng bỡ ngỡ lắm. Trang hay gọi thương con của mình từ trong bụng là nhỏ xíu. Đối với Trang thì nó là một cái gì đó mà ông trời ban tặng cho mình. Nó là của mình chứ không phải của ai khác. Tháng 11 năm 2021, Queenie lên chức chị cả khi mẹ Vân Trang hạ sinh hai em sinh đôi. Mái ấm này nay lại càng rộn ràng hơn bởi những tiếng cười nói của trẻ nhỏ. Bé này là một em bé sống rất là tình cảm luôn và rất là yêu thương gia đình của mình. Bé này rất là mê có người để chơi cùng và mê có em, cho nên là từ khi mà biết có em là chưa bao giờ bạn ấy cảm thấy buồn hay là tủi thân gì mình phải san sẻ tình cảm á. Này chỉ biết là này rất là mong có em, mê có em và thèm chơi với em. Là chị từ sớm nên Queenie cũng đã có ít nhiều kinh nghiệm chơi cùng các bé nhỏ hơn. Hứa hẹn sẽ là một cô chị cả hoạt bát, năng lượng trong chương trình Thử thách lớn khôn mùa 2 đó nha. Hãy cùng theo chân gia đình Queenie vượt qua những thử thách trong hành trình lớn khôn này nhé. Tắm xong rồi mình cứ ăn sáng nha. Dạ. Ngày xưa là Trang hay gọi là Nì mặt hề không đó. Không có là dễ thương xinh xắn gì đâu mà là cái mặt của bà rất là hề từ lúc mà bà mới sinh ra luôn. Hay làm trò lắm, cái biểu cảm trên gương mặt thì rất là sinh động. Búp ăn, búp ăn, hơi rút nha. Được, được, nhỏ nhỏ thôi nha con, em mắc cổ đó. Búp ăn, cái gì vậy? Búp ăn. Vậy con có chơi với em. Khóc thì coi chi chạy lại kêu mẹ thôi. Là mẹ, mẹ là em khóc mẹ hiền không? Nè ơi, ngồi xuống ăn, con ăn lâu nhất nhà, con phải ăn sớm đi. Con ăn một miếng cho ba đi này, con tự ăn trước đi, ba làm nước cho con. Ây da. Con chưa ăn được một miếng luôn á nè. Này, ăn đi con, ăn lẹ lên. Mẹ ơi, mời mẹ ăn trước. Trời, mời nữa. Ok, cảm ơn con. Rồi, Nì cũng ăn nha. Mẹ, còn hai em mà không có ăn gì hết, cho ăn cái dĩa rồi. Trời ơi, trời ơi, hai quả bơm của tôi. Cứt hà. Cứt hà đi. Qua con học kỹ năng sống, không được nhảy trên giường, không được leo qua cửa sổ. Trời đất ơi. Thì chứ ba mẹ mà ăn xong mà con chưa ăn xong thì là con nhịn đói đó nha. Nè, con ăn xong rồi cô chú sẽ cho con một hộp quà. Dạ. Thiệt. Ăn nhanh hả mẹ? Đúng rồi. Chắc không? Ăn nhanh mới có nha. Mẹ nghe có tiếng kèn xe kìa nè.
hình như chú Giao Hòa tới á. Hòa không bơi chắc. Ông nội. Ông nội. Ông nội. Không phải chú Giao Hòa. Ây da, không biết là hộp quà thử thách lớn khôn mà Queenie trông ngóng có tới không nhỉ? Trong khi chờ đợi câu trả lời thì chúng ta cùng gõ cửa gia đình tiếp theo nhé. Không biết bộ sưu tập giày chất như nước cất này là của nhà nào đây ta? Có Bin dậy rồi hả? Chào buổi sáng con Bin. Hôm qua con ngủ có ngon không con? Ôi dồi ôi, ngủ ngon không? Không mẹ cái coi. Hello, xin chào mọi người. Những ai mà đang xem chương trình thử thách lớn khôn mùa 2. À ha, chào mừng các bạn ghé thăm gia đình nhỏ của bé Corbin. Mình tên là Vân Thai Ni, mọi người thường gọi mình là Ni. Mình tên là Phá Bồ Nguyễn. Tên thật là... Tên là cái gì mềm? Ba tên thật là gì vậy con? Tên của mình là Nguyễn Ngọc Tuấn. Ba Phá Bồ Nguyễn là chủ nhân của một kênh YouTube có hơn 800.000 người theo dõi, còn là một trong những trích nổi bật với bộ sưu tập giày thuộc hàng đắt đỏ. Mẹ Vân Tini tên thật là Nguyễn Hải Vân, được giới trẻ Sài Thành biết đến là một trong những hot girl đời đầu với gương mặt xinh đẹp và phong cách thời trang sang, xịn, mịn. Cả hai đã chính thức về chung một nhà vào năm 2015. Sáng hôm đó là mình đang ngủ thì Ni chạy ở trong toilet ra, xong nói bye bye có thai rồi, xong rồi đưa cái que là hai vợ chồng ôm nhau rồi khóc thôi. Năm 2019, cậu quý tử đầu lòng của gia đình nhỏ mở mắt chào đời. Cậu bé có cái tên thân mật là Corbin. Corbin cũng có nghĩa là vui mừng. Lúc nào cũng nghe đến cái tên đó mình cũng thấy mình rất là vui á. Cậu nhóc đẹp trai, lém lĩnh này tên thật là Nguyễn Ngọc Tuấn Anh. Bin là cháu nội duy nhất của ông bà. Bin mà đi học đúng không? 4 giờ là Bin đi học về á. Mà 3 giờ 15 nha là ông nội đã kêu là mọi người phải lên xe để đi tới trước trường xếp hàng chờ đợi đón. Mà mặc dù còn 45 phút nữa. Dù được mệnh danh là cậu cả trong gia phả, nhưng cô Bin được yêu thương nhiều như vậy cũng là có lý do đấy nhé. Bin rất là tình cảm. Rất là tình cảm. Con có thương mẹ không? Có. Con có thương ba không? Có. Gia đình mình là gia đình gì? Hạnh phúc. Ở trong nhà mà ai bị bệnh, bị đau lúc nào cũng tới hỏi thăm. Corbin chính là món quà mà ông trời ban cho gia đình nhỏ để Fabo và mẹ Ni có thêm những bài học quý giá và động lực phấn đấu mỗi ngày. Sự xuất hiện của em bé Corbin á, thì bản thân hai vợ chồng á, cảm thấy là cần phải cố gắng hơn, sống phải có trách nhiệm hơn. Tại vì tất cả là phải cố gắng vì... Cố gắng vì có gì. Hành trình của gia đình Corbin tại thử thách lớn khôn mùa 2 có gì thú vị? Hãy cùng đón chờ nha. Anh chưa muốn bánh mì. Ok luôn. Xin chào buổi sáng Corbin. Muốn lạnh hả? Không biết nữa. Đôi mắt nagi giòn như tình cảm như hoa, một đêm hôn chờ lỡ xa. Khi ra chỉ nên để qua cho chúng chỉ biết chờ để đi vội xa. Đến đây. Danh gì? Bạn trai. Bạn trai. Ai muốn bao nhiêu con? Được. Từ từ. Đã không? Được không? Kẹp rảnh chanh. Được. Bước cái cà. Được luôn. Này là gì vậy Bình? Không có hình gì đó, trái gì đó. Rồi, bịt lên nè. Ok, rồi con đánh răng nha. Đây, không sao cả, một tí mẹ sẽ thay đồ cho con. Rồi, con tự đánh đi. Giỏi quá vậy. Súc miệng đi. Ngay từ từ rồi con. Đừng quá.
ngon quá hả? Đánh răng mà ngon quá hả? Ông biết ông là gì không? Ông là siêu quẩy mùa hè. Chưa đã xong đâu nha, con đứng yên, mẹ còn lau răng cho con nữa. Mình mới đánh răng chạy chát xong. Ok, hay quá, xong rồi. Nào con xuống nào, con xuống nào. Bây giờ mình đi tắm nha, tắm thay đồ. Ok. Thay đồ. Rồi. Cứ sạch sẽ ra đây hả? Này để bà lấy cái này nè. Lấy cái bàn ra luôn. Nhon quá quá nhon. Nhon quá nhon, đi con ăn nhiều nha. Có bữa ăn nhiều luôn. Ok. Cho biết bác trời. Ok. Để ba gắn cái này cho con. Cái này là cái gì vậy con? Trứng ốc đà. Hello. Trứng ốc đà với cái gì? Để ăn hai trứng ba, hai trứng. Trước khi ăn thì mình cần làm gì vậy? Con mở bé, con mở ba cười, con mở các chú. Con mở các chú. Rất là nghe lời mẹ, trộm vía là Bình rất là tập trung và lắng nghe những cái lời mà mẹ dặn á. Trời ơi. Gia đình mình cùng ăn. À, gia đình mình cùng ăn. Ăn bữa chén bữa no. Ôi ôi, vậy đó hả? Đây là bánh mì của con nè. Không, ra về bánh mì nữa. Được. Ờ, hả? Thôi nè, con muốn uống nước con nói mẹ nha. Con bị ăn. Đây, bác sĩ vậy không? Âm. Giỏi. Wait a minute. Âm. Rồi, muỗng cuối cùng, ba nhìn đây. Âm. Quá giỏi. Tôi cầm cẩn thận nha. Đâu phải chú ơi. Chú ơi. Rồi, ok con, để xuống, okay, để xuống, okay, để xuống, okay, để xuống. Ôi, ông siêu quậy đó. Đi vào rửa tay rồi, mình đi qua mình chơi. Bây giờ con chơi cái gì? Bây giờ con có muốn chơi mẹ lấy ra ngoài phòng khách chơi nè mẹ. Ok. Vậy là bữa sáng của bé Corbin đã xong. Không biết ngày mới của gia đình tiếp theo sẽ như thế nào đây nhỉ? À ha, em bé của chúng ta đây rồi. Xin chào buổi sáng, Bona. Cô đến thăm mẹ đi. Đây mẹ, xe mẹ. Đây, mẹ đây. À, xe điều khiển hả? Rồi đến thăm xong rồi mẹ lấy xe điều khiển cho con nha. Đi vô đây. Sao? Đi đâu? Hả? Đi. Rồi đi. Đi đến nhà đi rồi mẹ lấy cho. Xin chào tất cả mọi người, mình là Phí Ngọc Hưng, là ba của Bona. Xin chào mọi người, mình là Trương Mỹ Nhân, mình là mẹ của bé Bona. Và dĩ nhiên mọi người biết là thành viên cuối cùng của mình là bé Bona rồi đúng không? Mọi người, con là bé Bona. Năm nay con 2 tuổi rưỡi, thuộc cung sư tử, thích chạy nhảy và được mệnh danh là em út nhiều sức hút của thử thách lớn khôn mùa 2. Đây chính là mẹ Trương Mỹ Nhân xinh đẹp của con. Mẹ là người mẫu nè, và mẹ còn hay đi diễn phim nữa đó. Còn đây là ba Phí Ngọc Hưng của Bona. Ba Hưng cũng đi diễn phim giống mẹ. Ngoài ra, ba còn là chủ của một tiệm thời trang cực kỳ chất. Mọi người hay bảo nhìn con giống ba Hưng. Cô chú thấy con có giống không ạ? Nói thật mọi người, cảm giác ban đầu của Hưng là sợ và lo lắng. Bởi vì lúc đấy Hưng mới chỉ có 23 tuổi thôi. Cho nên là mình rất lo lắng. Không biết là khi mà mình đẻ em bé ra thì mình sẽ nuôi nấng như nào và dạy dỗ như thế nào. Sanh Bona được 1 tháng, xong rồi Bona phải bị phẫu thuật gây mê. Tại Bona sinh non cho nên là không tự đóng được cái ống dẫn trứng gì đó, bị tuột ra ngoài, phải phẫu thuật lại. Mà mọi người biết vừa sinh non, vừa mới có 1 tháng tuổi mà phải vào bệnh viện phẫu thuật như vậy, mặt trắng bệt, xong rồi rên rên, trời ơi, thật sự mình khi mà mình có con rồi mình thấy là không ngờ có một người khiến cho mình đau đến vậy.
Ba mẹ ơi, giờ đây Bona đã khỏe mạnh rồi. Bona yêu ba mẹ nhiều lắm đó. Cái tên này là Hưng Đạt. Bởi vì là hôm đợt đấy là hai đứa đang xem một bộ phim của Hàn Quốc rất là hay. Đấy à. Ờ. Thì có trong đấy có một nhân vật tên là Bona. Đấy là một nhân vật cực kỳ phụ đúng không? Vai phụ thôi, nhưng mà tính cách rất là dễ thương, sang chảnh, đáng yêu. Nhưng mà không có thấy ghét, rất là hiền, dễ thương. Và Hưng nghĩ là cái tên đấy sẽ phù hợp với cái tên của con mình. Thế là Hưng nghĩ, Hưng nói luôn với Nhân là em ơi đặt tên con mình là Bona. Mặc dù được mẹ khen là thế, nhưng ở nhà mẹ cứ hay gọi con là cô bé giỏi hơn. Vì những lúc giỏi, con hay thế này đây. Nói chung là Bona đi tới đâu, may mắn là Bona đi tới đâu rất là nhiều người yêu thương. Tại vì bả rất là biết cách để cho người ta thương bả, nếu mà thân thân một chút xíu rồi đó. Hung ha, hung chạy lại hung ôm, xong rồi nịnh giống như là thân tám kiếp vậy mà trong đó mới gặp đó mọi người. Các cô chú hãy cùng theo dõi những khoảnh khắc ngọt ngào của gia đình con tại Thử Thách Lớn Khôn mùa 2 nha. Thế nhưng Bona nào chịu đứng yên. No. Đi nào, cô bé ơi, cô bé biết lười biếng đi, cô bé ơi. Rồi, đánh răng xong chưa? Đánh răng xong thì mình sẽ làm gì tiếp theo? Hay mẹ giúp con nhé. Vậy con đánh nhanh đi. Vậy con đánh xong chưa? Không. Sao? Trời ơi, bà lại khắp nơi. Rồi đánh răng xong đi đã. Rồi. Hả miệng nè. Chị ba đúng không? Anh nuôi nhá. Nấu nuôi anh nhá. Ba ăn nấu sắp xong rồi. Rồi rồi cột lên luôn. Ở đây chị cột lên luôn cho em ơi. Mệt em quá. Em bé Bona lại tranh thủ chạy đi đánh một giấc nữa rồi. Bông hoa này đúng không? Ok, kẹp ở đâu? Kẹp ở đây, ok. Xinh quá. Mẹ kẹp luôn hả? Nhâm 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 nhâm. Rồi. Rồi đây, đây đây, ngồi xuống ngồi xuống. Cái gì đây, cái gì đây? Nuôi. Nuôi. Chút nữa. Không có gì ăn rồi coi tivi được. Chút nữa nha, bây giờ mình ăn xong đã. Kiểu chưa bao giờ đánh hay là la lớn tiếng với Bona luôn. Có vẻ là như vậy càng ngày càng lớn là càng hiểu hơn, là đòi hỏi rất là nhiều. Giống như là con ăn nhưng mà phải coi tivi thì mới chịu ăn. Cho nên là mình cũng rất là rầu cái việc mà Bona ăn uống ở nhà. Ăn thịt hả? Wow, ăn cà rốt. Ăn nuôi. Giỏi lắm. Rồi sau đó bỏ vô miệng. Ui dồi, giỏi chi. Ngon quá nhỉ. Mẹ cũng ăn hả? Thôi giờ lượt mẹ ăn đây. Bây giờ Bona với mẹ ăn đua không? Sao mày ăn nhanh hơn nhá. Sao mày ăn nhanh hơn nhá. Đây này không, con đây ngồi không? Mẹ ăn một miếng, con ăn một miếng nhá. Đây ăn đua, ăn đua nào, tốc độ nào. Nhanh lắm, nhanh 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 nhanh. Nước đúng không? Đây. Nào. Hơi nóng rồi đúng không? Nóng. Đúng không? Không. Nóng. Không nóng. Nực á, ý mẹ nói là nực á. Không nóng, đây này ba thổi. Rồi, nguội rồi. Nguội rồi. Nóng. Rồi, bây giờ đến lượt mẹ đút cho con nhá. Ngồi dậy ăn nè ngoài con. Giặt dẻo quá đi à. Thế Bona không ăn nữa đúng không? Bona không ăn nữa đúng không? Với sự biến ăn này thì mẹ Nhân phải tìm cách khác để lấp đầy chiếc bụng rỗng của Bona thôi. Rồi. Tưới cay không? Nè.
Đây con làm thử đi. Đúng rồi. Nè, không, con phải bóp nó vô. Đó, hiểu không? Đúng rồi, đúng rồi. Tiếp tục. Tiếp tục nào, đúng rồi. Ba ơi, Bona biết tưới cây rồi nè, giỏi chưa? Đâu, đâu cho ba nhìn nào, không nhìn thấy. Bớt à. Đâu? Con uống sữa không? Uống sữa đi, ngồi nằm uống đi. Nằm uống đi. Thế là Bona đã có ngay một bữa sáng căng bụng sữa. Còn gia đình tiếp theo, bắt đầu ngày mới như thế nào nhỉ? Chà chà, ba bố con có vẻ còn đang say giấc. Còn mẹ thì đã lục đục chuẩn bị bữa sáng rồi. Hello. Chào buổi sáng. Chào con, chào buổi sáng. Hôm nay bà ba làm nhục con. Hả? Hôm nay bà ba làm nhục con. Bà ba làm nhục con ngồi đi. Con. Wow. Nằm luôn. Tốt luôn. Ủa, cái này ổn nha, cái này dùng. Tốt lắm. Mỗi chân nào. Tốt. Tốt. Wow. Đó, với đúng. Động tác quen thuộc này thì chỉ có thể là gia đình. Hello, xin chào tất cả mọi người. Gia đình Quốc Nghiệp và Ngọc Mai rất là vui khi mà tham gia chương trình Thử thách lớn khôn mùa 2. Đây là bà bá Quốc Nghiệp, mà má Ngọc Mai và anh hai Hùng Tâm cùng với em Mì Mí ở trong một căn nhà bé xíu này, gia đình dính một cục. Sau những lần đi lưu diễn cùng nhau, cặp đôi đã vẽ nên một câu chuyện tình đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đến năm 2016, bé con Hùng Tâm ra đời trong niềm hạnh phúc của cả gia đình. Đối với Nghiệp và Mai thì thực sự là đẻ đứa con ra nó mọi thứ nó đều tuyệt vời luôn, đều tốt đẹp từ A đến Z luôn. Giờ đây, Quốc Nghiệp đã trở thành hoàng tử xiếc, liên tiếp xác lập hàng loạt kỷ lục Guinness. Anh đã trở thành nghệ sĩ ưu tú trẻ nhất Việt Nam khi chỉ mới 26 tuổi. Được mệnh danh là đóa hoa trong làng nhạc thính phòng, Ngọc Mai sở hữu chất giọng soprano quý hiếm, đẳng cấp. Ngoài việc là một ca sĩ chuyên nghiệp, thì Ngọc Mai còn là một giảng viên thanh nhạc tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Con mới 10 ngày xong bà má đi tới 3 tháng thì trong cái khoảng thời gian đó là mà má bị rơi vào trầm cảm. Nghe tiếng con khóc là tưởng má. Cứ đến cỡ khoảng 4 giờ chiều đến 5 giờ chiều á là có một cái hiện tượng là Hùng Tâm sẽ khóc. Và mà má phải dọn dẹp hết đồ để chạy xuống phòng của bà nội vì không thể ở một mình trên đó lúc chập choạng tối cho đến tối. Mỗi lần mình lỡ qua giai đoạn khó khăn, giờ đây bà bá và mà má có thể tự hào vì một Hùng Tâm 6 tuổi mạnh mẽ và đầy quyết đoán. Dù vẻ ngoài có phần nghiêm nghị, nhưng bên trong Hùng Tâm lại rất tình cảm và ấm áp. Bạn này là một người vô cùng tình cảm, thậm chí là... Giống bà như... Giống bà, dạ. Dạ, thôi, đúng rồi, giống bà, thôi xem bà. Hùng Tâm còn là một người anh hai rất đáng để em gái Mì Mí dựa vào đó nha. Vậy sẽ thế nào khi Hùng Tâm trở thành anh hai trong thử thách lớn khôn mùa 2 này đây? Hãy cùng đón xem hành trình của Hùng Tâm nhé! Ăn đây, con trai. Ủa? Vô. Ủa sao vậy? U là. Sao vậy? Không muốn ăn cháo. Con thích ăn cháo. Ăn cháo. Con nói mà má. Mà má, con muốn ăn cháo. Mà má hả, phải thức khuya dậy sớm mới nấu được cái cháo này á. Phải nấu cho Hùng Tâm được cái cháo này là rất là mất nhiều thời gian và công sức của mà má, giống như Hùng Tâm tặng má cái vòng á. Hùng Tâm tỉ mỉ để mà má cảm động á. Đây là đừng có phụ lòng của má, đúng không? À, bà bá con ăn nữa đó, mà con trai. Đó, bà bá cũng vậy. Con ăn được nhiều con ăn. Mà má... Nhưng mà cái này tối sáng con ăn mà đâu về
phải lâu lâu đâu. Lâu lâu thôi. Lâu lâu có nghĩa là một ngày nắng này thôi. Nào, bây giờ con giỏi thì một lần nữa thôi nha. Hùng Tâm vô cùng ghét ăn bữa sáng này. Con nít thì không thể nào nói dối được. Đi đâu cũng nói là cháo là thứ là con ghét nhất. Nhưng mà mình cũng mong muốn, mình cũng cố ý để mà cho cháu như vậy, để mà mình thuyết phục Tâm thử. Nhỏ má biết nha. Đó, mình coi má nè. Con nhìn má nè. Con thấy má đổi giọng không? Vậy mà má phải dậy sớm, thiệt là sớm má chuẩn bị cho Hùng Tâm nó giỏi nha. Con ăn trong vui vẻ, con biết ơn gì? Con biết ơn gì? Hả? Con nói lớn lên. Dạ con biết ơn nhất là cái... Con nói lớn lên. Con biết ơn nhất là... Thôi không nói thôi. Con không biết cảm ơn má à? Con nói gì? Con nói má không có nghe. Trước khi bữa ăn ở trên trường hay ở nhà thì con thường nói cái gì? Con cứ nói ở trên trường con nói làm sao? Nào, ở trên trường con nói làm sao? Con cảm ơn bác nông dân vì gì đã làm ra cái món này cho con. Con cảm ơn ông mặt trời là gì đã chiếu ánh nắng để mấy cây lúa. Nhớ cảm ơn bà ba và má vì gì đã nấu ăn cho con. Ồ, chúc con ăn ngon nhé. Bản thân của mama cũng có những cái mà rất là nghiêm khắc, ví dụ như là liên quan đến cái vấn đề mà thuộc về đạo đức hay là thuộc về cái tư duy đúng đắn á, gọi là cái chánh kiến, mà cái chánh tư duy á, chẳng hạn như là các con biết ơn những cái gì, luôn luôn biết ơn những cái gì, thì mama cực kỳ khắc khe những điều đó. Giống như cốt lõi của cái cuộc sống á, rất là mong muốn là con phải khắc cốt ghi tâm những cái điều đó. Mình ăn trong vui vẻ, má biết món này món con không thích nhưng đây là thử thách, được không? Thử thách gì mà? Thử thách vượt qua cái mình không mong muốn. Đâu phải cái gì mình cũng muốn là được đâu, con hiểu không? Mấy bạn lũ lụt nè, mấy bạn châu Phi nè, con thấy có gì ăn không? Mấy bạn ở trên nước lênh đênh như vậy có đâu mà ăn. Con hiểu không? Hiểu không? Rồi con cầm thìa đàng hoàng và ăn trong hạnh phúc đi Trang nè. Ngồi thẳng dậy. Con kháng nước không? Mà bà lấy nước cho con. Không cho con. Con để cái chân xuống đàng hoàng con. Ok. Đây rửa miệng nha. Cô tới đó rửa miệng một tí xíu. Mình cũng không có điều kiện nhiều để cưng chiều con. Mọi người cũng đã thấy tất cả đều tự hai vợ chồng làm hết. Và các con phải cùng nhau làm hết. Cho nên là mình cưng chiều cho nó đúng lúc đúng chỗ thôi đó ba ha. Mình không có yêu thương những cái răng đâu. Yêu thương thì mình phải đánh. Đúng rồi, để không bị. Đúng rồi, rồi chắn rồi. Tốt lắm. Hùng Tâm, ăn một quả chuối. Ăn một quả này không? Ăn. Cú cú mà. Ok, ăn không? Ăn. Mọi người hãy ăn tôi đi mà. Ăn tôi đi mà. Ăn không hay là cầm đi học ăn. Nha. Nốt vặt. Không biết mảnh ghép cuối cùng của thử thách lớn khôn mùa 2 sẽ là gia đình nào đây ta? Cùng đoán xem thông qua những hình ảnh này nhé! Xin chào thử thách lớn khôn mùa 2! Mình là Lan Phương, đây là David và đây là Lina, là em bé là con của chúng mình. Xin chào! Mẹ Lan Phương là một diễn viên đầy tài năng với nét diễn xuất đa dạng, phong phú và đặc biệt cần được tất cả các thể loại vai diễn. Bố David là một doanh nhân mang trong mình dòng máu Anh quốc nhưng sinh ra và lớn lên tại Úc. Cặp đôi được biết đến với sự đối lập về chiều cao nhưng trong tình yêu thì cả hai luôn luôn chung một hướng. Bố như một mái nhà vững chắc để có thể bảo bọc và che chở cho cả nhà. Mùa hè năm 2018, em bé Lina ra đời, mang đến những đổi thay kỳ diệu trong cuộc đời bố mẹ.
như một món quà từ trên trời rơi xuống thì Lina đến và thay đổi toàn bộ cuộc sống của Phương và anh ý và làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn rất là nhiều. Và Phương luôn luôn biết ơn về cái thời gian mà tự nhiên con đến trong cuộc đời của mình. Cả hai vợ chồng đều muốn là tiếng Anh và có cả tên tiếng Việt. Lina Linh, chữ Linh thì cũng là một trong những cái nhân vật mà Phương đã từng đóng và Phương cũng rất là thích. Sau đó thì thấy chữ Lina đi với chữ Linh thì nghe nó cũng vừa tựa tựa như nhau mà nghe thì rất là giống tiếng nhạc là Lina Linh, Lina Linh. It's like music. Yes. Sở hữu nét đẹp dịu dàng và rất tây của bố David, nhưng em bé Lina lại mang trong mình những tính cách độc lập và mạnh mẽ của mẹ Lan Phương. Con có rất là nhiều điểm giống Phương, mạnh mẽ, nhiều tình cảm, thông minh, rất là chủ động và không bao giờ đầu hàng trước những gì khó khăn. Cô bé luôn có một thế giới riêng đầy những hành tinh sáng tạo và những ngôi sao sắc màu. Tôi nghĩ là ông bố bà mẹ nào cũng sẽ có cùng một cái cảm giác đấy là con mình là điều kỳ diệu nhất, là tia nắng, là sức mạnh, là cái nguồn an ủi, là nguồn động viên, là phép màu, là món quà của trời đất ban cho. Hãy cùng đón xem những khoảnh khắc dễ thương của gia đình và hành trình lớn lên của công chúa Lina tại Thử thách lớn khôn mùa 2 nhé. In your heart, my love, I'll stay when I'm away. No matter how long. Can I come in your shop? Far away still. Still far away? Okay, I keep coming away. Am I here yet? Yes. Okay, good. I want to buy coffee. Okay. This coffee's taking a long time. You have to wait. Okay. You don't need it. I just hold it. I just put it there. Okay. How much? $5? Huh? You're so expensive. Okay, five. Chủ shop Lina tạm đóng cửa hàng để đi ăn sáng thôi nào. Need to see. Need to look at the sky. Wow, look at the sky. It's so foggy. Dad, mommy, why did they put this on? It's a gamer. Why? Because he is having breakfast. In here? That's like recording the voice. Daddy needs to go to the raffle. The doctor checked my wrist and make sure it's okay, okay? He fell off last night. It was so rainy and wet and slippery. And Daddy is so tall. Uh-oh. This is cold, this is fire. Fire, keep me warm. Stop me from being frozen. Bye, Daddy. Bye bye. Bye Daddy. Bye bye bố David. Lina và mẹ Lan Phương tiếp tục ăn sáng và tranh thủ đi thay đồ đây. Thay đồ thôi. 1, 2, 3, go. Mẹ ơi,
chó. Chó lại ở đây rồi. À, chú chỉ để thôi à? Thôi để đấy đi, cho bạn đứng ở cạnh đấy đi. Không, con thích. Liệu đây có phải là chiếc hộp mà ngay từ đầu chị cả Queenie đang chờ đợi không nhỉ? Ở phần tiếp theo, quả thật là sẽ có một hộp quà từ thử thách lớn khôn mùa 2 gửi đến các bé. Đi kèm đó là nhiệm vụ canh giữ chiếc hộp mà không được mở ra. Nhưng chưa hết đâu nhé, vì bên trong chiếc hộp còn ẩn chứa một thử thách nho nhỏ nữa đó. Để xem với sự mong đợi và hào hứng, cùng với đó là sức hấp dẫn đến từ hộp quà, các em bé của chúng ta sẽ xử trí như thế nào đây? Thử thách lớn không? Đi vào xem không? It's like a hole. Yeah, giống như cái ngôi nhà đúng không? It's in a house. Sao đẹp vậy? House can open. Tôi muốn nhìn ra, nhưng mà từ từ. Bây giờ con phải chờ mẹ một tí. Mẹ làm nốt cái tóc được không? Mẹ chạy vào kia mẹ làm tóc. Nhưng mà con ở đây con chờ mẹ, con không mở ra nhá. Thế nhá, thì con ngồi đây nhá. Con ngồi đây, con cho con không cho cái hộp đi đâu nhá. Mẹ để cho con trái cây ở đây xong rồi con ăn một tí xong rồi con có hộp quà nhá. Rồi con ăn đi. Con ăn một tí đi xong rồi con chờ mẹ. Ngơ quá. Lâu thì tại vì lần sau thì con dọn dẹp đồ chơi thì con sẽ không phải chờ mẹ lâu. Thì tất nhiên không bao giờ dám đoán được 100%, nhưng mà Phương tin là phần lớn phải hơn 90% là bé sẽ không mở. Phương đi lâu hơn dự kiến rồi. Cho chú xin một trái nho được không? Cho chú xin một trái nho được không? Chú đói bụng quá. Cho chú xin một trái. Xin nha. Cái quả vàng kia là quả gì con nhỉ? Cho chú xin một miếng nữa được không? Đấy, cái trái bằng vàng rồi. Rồi, chú xin nha. Thứ nhất là bé đang ở trong một cái môi trường rất là thân thuộc, là cái mái nhà của bé. Bé cũng đã hiểu cái khái niệm rằng các cô chú ở đây là những người mà bé đã quen và mẹ có tin tưởng đủ thì họ mới vào trong nhà. Cho nên là bé sẽ cảm thấy có lẽ là chú thật sự cần, và mình thì cũng đang có nhiều vì mình cũng không ăn, và chú cũng là hình như là những người bạn đồng nghiệp của mẹ. Thế cho nên là bé rất là dễ dàng là bé cho đồ ăn cho chú. Lái xe đi chơi nào. Lina dường như đã quên hẳn chiếc hộp ở bên và ngoan ngoãn đọc sách chờ mẹ. Nhiệm vụ canh giữ hộp quà quả là không làm khó được Lina của chúng ta. Lina là một cô bé rất là nghe lời. Mỗi khi mà Phương dặn bé một điều gì hay là dạy bé điều gì thì bé nhớ rất là rõ và nhớ rất là lâu, và bé luôn luôn làm theo. Thế hồi nãy con có ăn trái cây chưa? Con chưa ăn trái cây à? Sao trái cây lại để kia? Tại vì chú chưa ăn. Tại chú chưa ăn à? Thế chú có ăn chưa? Chú có thích không? Ừ.
1 2 3 ba. Hay quá. Mẹ đọc nhá. Đây này, cái này là chương trình gửi cho con. Chào mừng gia đình bé Lina đến với chương trình thử thách lớn khôn mùa 2. Đây. Chào mừng gia đình bé Lina đến với chương trình thử thách lớn khôn mùa 2. Có thử thách bất ngờ cùng với những trải nghiệm vô cùng thú vị đã sẵn sàng chờ đón gia đình bạn. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để ba mẹ cùng bé yêu cảm nhận hành trình lớn khôn cho đến chặng cuối cùng. Mong là gia đình bạn sẽ có những kỷ niệm leo phai cùng với thử thách lớn khôn mùa 2. Bạn hãy đọc nhỏ thôi nhé. Vì sau đây là một nhiệm vụ nhỏ dành cho bố và mẹ. À, đoạn này mẹ tự đọc cho mẹ, không phải đọc cho con. Không biết là nhiệm vụ gì mà mẹ Lan Phương ra vẻ nguy hiểm quá ta. Cơ mà chờ xíu nhé, vì cô bé Queenie đang nôn nóng nhận quà lắm rồi. Ông nội. Ông nội. Ông nội. Phải chú dâu quà. Có chú dâu quà nữa kìa. Kìa. Này. Lá. Sao? Cảm ơn chú. Trời ơi, đã quá vậy ta. Ôi, nhưng mà khoan đã. Khoan đã. Cái này con phải chờ ba với mẹ mở cùng với con. Ba mẹ dọn dẹp ở dưới này xong rồi lên trên đó mình mở nha. Ok. Để con canh món quà cho. Ok con. Canh nôm. Được mở ra. Mẹ mới hỏi lại mấy cô chú bên chương trình, mấy cô chú nói là cái hộp quà này không phải mở ngày hôm nay giống như là mấy cái lần trước các bạn quay, mà cái hộp quà này mình phải để ngày mai mới mở được. Tại sao vậy? Mẹ cũng không biết nữa, chắc là có gì đặc biệt rỗng á. Mai mở nha. Thì cũng hộp quà thôi, con có cả đống đồ chơi rồi. Thôi vậy bây giờ để mẹ xuống dưới mẹ hỏi lại cô chú, bàn lại với cô chú xem coi là bây giờ mình mở liền hay không ha. Nhưng mà con hứa với mẹ là ở đây con không có được mở nha. Dạ. Nhớ bảo vệ cái hộp quà này cho mẹ nha. Dạ. Theo anh thì bé sẽ không có mở, nhưng mà sẽ ngồi nó cứ mân mê rồi cứ đụng rồi cứ rờ vô như vậy đó, tính này là vậy. Con không biết, con không nên thấy. Con đè lên nhà luôn. Cứ là nó. Sắp có nhà mới rồi. Đây là nhà mới nhưng mà chưa có được mở cửa. Ủa gì hả, ngôi nhà này sắp mở rồi hả? Ừ. Sắp thôi chứ chưa đâu. Không có được mở, mẹ lên mới được mở. Để mẹ xuống mày nói cô chú cho mình mở hôm nay luôn nha. Dạ. Mẹ Trang chỉ đóng cửa thôi. Cũng một phần là tùy vô cái người dặn bé là con không được mở hộp quà là ai nữa. Thì ví dụ như nếu mà mẹ Trang dặn thì chắc là bé sẽ có thể móc móc hay là khửi khửi một tí. Chứ còn nếu mà ba Quân dặn thì bé sẽ không có dám đụng luôn đâu. Hãy
Nãy giờ có mở không vậy? Không. Thiệt không? Thiệt. Sao mà đứng ngồi gần quá vậy? Cô giận nè. Nhưng mà này ơi, bây giờ cô chú nói với mẹ là không được mở rồi. Là tại vì cái này ở trong này có một cái thử thách. Ngày mai mình mở ra rồi mình chơi luôn á. Con bỏ búp bê luôn rồi. What? Cái gì? Con bỏ con búp bê vô hả? Sao con kêu con chưa mở mà con bỏ búp bê vô? U là con bỏ vô bằng cách nào? Wow, bên trong ngôi nhà này nhiều thứ đẹp quá. Con đi vô đây. Con có cách vô rồi. À, con bỏ được một con búp bê vô rồi. Ba người số 2 sẽ được bỏ vào đây. Ba sẽ được bỏ vào. À, sắp được rồi. Hay sắp mở rồi. Chờ tới mẹ nhé. Rồi xong. Trời ơi, cô chú làm cái hộp quà gì không có kính gì hết trơn hết trời hà. Thôi gì vậy, mở quà ha, xin phép mở quà ha, hiểu không? Nhà mở nha. Ok, rồi nhà mình trang mở nè, nhà mình trang mở ra đi. Vậy con mở đi, nè khui siêu đây. Trời ơi, biết đường luôn. Sao biết hay vậy? Bây giờ con móc móc. Con móc móc luôn rồi hả? Móc móc cái kìa. Ừ, đây nè, đây nè, bút bê của con đâu? Trời ơi, trời ơi, cái gì mà thấy tùm lum vô đây vậy trời? Trời ơi, con mở hộp quả trên coi có gì cái đã. Cái gì vậy? Với một cái gói bông confort nè. Cái này gì con coi thử xem. Musical box là cái gì đó? Là cái hộp âm nhạc. Về hộp âm nhạc hay sao á? Mở ra đi. Không. Rồi còn một cái nữa kìa. Tủ sách gì đây? Cuốn sách dành riêng cho mẹ và bé yêu anh nè. Rồi, nhưng mà quan trọng hơn hết là cái tờ này nè. Chào mừng gia đình bé Queenie đến với chương trình Thử Thách Lớn Khôn. Mong là gia đình của mình sẽ có những kỷ niệm lâu phai cùng với Thử Thách Lớn Khôn mùa 2. À, đoạn này đọc nhỏ thôi nhé. Vì sau đây sẽ là một nhiệm vụ nhỏ dành cho ba mẹ. Bên trong chiếc hộp này có chứa những phần quà mà bé yêu thích. Nhiệm vụ của ba mẹ là thuyết phục bé đổi một món đồ chơi mình yêu thích để lấy chiếc hộp này. Thì ra đây chính là thử thách bí ẩn bên trong chiếc hộp. Trang nghĩ đây là một cái thử thách mà cực kỳ là khó khăn đối với bé Nì. Hẳn là cô bé cần nhiều thời gian để suy nghĩ. Vậy nên chúng ta hãy cùng quay trở lại với nhà Bona nhé. Vô pin rồi. Hết pin hả? Đâu sao mà sửa đâu. Trời ơi. Chết rồi, vô pin rồi. Ê, không được rồi. À, ba mở cửa đi. Tao xem ai này. Ờ, cô ra ơi. Con đây. Con đi. Con chào cô đi, con chào cô đi. Con chào cô đi. À, đây là quà của Buna. Rồi, con cảm ơn cô nhá. Đây, 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 nhìn tính. Không ngồi xuống, này. Ngồi xuống. Bình tĩnh như mẹ nói nè. Bây giờ, mẹ với ba đi vô trong đó lấy đồ để khui cái hộp quà này ra. Giờ ba mẹ vô, đúng rồi. Bây giờ Buna đợi mẹ một chút xíu. Con không được mở cái này ra nhá. Không được mở ra nha. Không được đợi mở. Mẹ chút xíu rồi mở ra sau nhá. Nhất trí. Yeah. Đợi nha. Ừ, giờ mẹ đi lấy liền nha. Đập tay ba nữa. Nào. Rồi.
Sao ấy? Con sao ấy? Sao vậy? Ba mẹ đang đi lấy đồ khui mà, con sao ấy? Đi nào, đi ra khui quà. Đi ra khui quà. Con có nghe lời mẹ không? Con nghe lời mẹ đợi mẹ không? Hay là con khui quà rồi? Đi. Con nghe lời mẹ quá nhở, con giỏi quá nhở. Bây giờ con biết khui quà hả? Rồi bây giờ khui làm sao đây? Thường là Bona sẽ rất là tò mò, muốn mở ra liền. Nhưng mà hôm nay lại đợi ba mẹ. Dặn đợi ba mẹ thì biết sao nghe lời dữ vậy? Tự nhiên hôm nay nghe lời. Hay là không biết mở. Rồi mở ra coi có gì bên trong nha. 1, 2, 3. Sách. Đây mẹ xem sách này. Cái gì vậy? Ba lô à? Đẹp quá mà. Đâu để coi có gì. Xem nào. Để coi mẹ coi có gì nha. Đây đây từ, có thư này. Bên trong chiếc hộp này có chứa những phần quà mà bé yêu thích. Nhiệm vụ của bố mẹ là thuyết phục bé đổi lấy món quà đồ chơi mà mình yêu thích để lấy chiếc hộp này. Cùng hồi hộp chờ xem phản ứng của bé nhé. Theo anh thì anh đoán là có nhá. Em cũng vậy, em cũng đoán là bởi vì Bona cứ có mới, có cái gì mới mà hay ho hơn là chắc chắn là Bona sẽ bỏ những cái cũ. Cô bé Bona có dễ đoán như vậy không nhỉ? Hồi sau sẽ rõ, vì hình như cũng có một hộp quà chào đón Hùng Tâm và em gái Mì Mí đi học về kia. Mình cũng tò mò muốn chết luôn á. Phèo. Yêu. Thấy xe chạy luôn. Mở quà chơi con. Mở quà chơi con. Mở quà chơi. Dạ không. Chổng có đồ chơi á. Trong chổng có mấy cái xe á. Ai chà, liệu Hùng Tâm có lay động trước những lời dụ dỗ từ chú quay phim? Cậu bé đã mở chiếc hộp. Ê, má nói, má con nói chó. Không có được mở ra mà. Con đâu có mở ra đâu. Vậy hả? Con chó vô nhà coi là vậy. Là không ai mở cái này ra đúng không? Nhưng mà con mở cái này ra. Con có mở không? Con nhìn. Tại sao mà ba nó nói con không mở mà? Ủa, đâu có mở những cái này ra. Nhưng đâu. Nhưng mà ba nói là không đụng vô, không mở ra mà con vẫn con làm đâu như đụng thế. Vô đâu. Là đúng hay sai? Con chỉ làm vậy thôi mà. Thôi rồi con chỉ ôm cái này thôi mà. Thực ra thì con nít mà. Mình nói là cấm không được há há luôn nha. Thì mình phải dặn. Còn nếu mình nói không mở thì bạn đã giữ lời hứa là bạn không mở. Nhưng mình quên không có dặn thì bạn không được há há. Mà mấy bạn này là vô cùng lý sự. Mà xong kiếm hợp bích hai anh em nữa thì vô cùng lý sự. Đôi khi người lớn mình không có đủ lý lẽ để mà nói lại mấy bạn này đâu. Kinh này. Rồi 2, 3. Wow,
Wow. Đó, con đã nói rồi mà. Con đó là con chó. Từ từ, đọc lá thư nè. Bà đọc lá thư nè. Chào mừng gia đình bé Hùng Tâm đến với chương trình Thử thách lớn khôn mùa 2. Bên trong chiếc hộp này có chứa những phần quà mà bé yêu thích. Nhiệm vụ của bố mẹ là thuyết phục bé đổi một món quà, món đồ chơi mình yêu thích để lấy chiếc hộp này. Cùng hồi hộp chờ xem phản ứng của bé nhé. Nhiệm vụ đã rõ, bà bá Quốc Nghiệp sẽ thử lòng Hùng Tâm như thế nào đây? Cùng chờ xem nhé. Trong khi đó, em bé Cô Bình vẫn đang tận hưởng niềm vui bên ba Fabo và mẹ Ni. Mẹ cũng thương con, mẹ thương con hơn. Mẹ thương con nhiều hơn nữa. Con xỉu. Thì nào cũng mẹ yêu cân nhiều lắm, rồi cái cân yêu mẹ nhiều lắm, hai mẹ con cứ thủ thỉ với nhau suốt ngày. Xong như vậy. Xong rồi là hay thích chọc ba mẹ, ví dụ giống như hồi nãy là ôm yêu thương mẹ đúng không? Xong rồi thấy ba nằm đó sẽ giả bộ chạy qua hung ba, mà hung kiểu như hung nát cái mặt ba luôn. Xong rồi hả, quay qua nhìn mẹ để lêu lêu vậy á. Ôm cái, hung cái, hung cái cho mẹ đi. Thấy à, ôi trời ơi, hung cái nữa cho mẹ đi thấy nè. Hung luôn. Không hết. Trời, hôm qua ba mà thay áo là ba không bệnh rồi. Con uống chưa? Hồi sáng ba có uống siro. Bởi vì con Bình phải giữ gìn sức khỏe, đừng để bị bệnh nha. Ok không? Wow, Bình ơi. Wow, Bình ơi. Cái gì vậy Bình? Ủa, tự nhiên mình có quà vậy? Con kể nó xem nào. Wow. Cái gì vậy? Ba chỉ Bình nha. Cái này là thử thách lớn khôn. Thử thách lớn khôn. Còn cái này là comfort. Comfort. Nhớ không? Đọc lại không? Không. Ê, cái gì vậy? Không. Không, bây giờ khoan cho mình chứ. Bây giờ á, mẹ với ba phải vào bếp. Mẹ em biết mẹ làm gì. Mẹ làm công việc, mẹ dọn dẹp một xíu. Một rồi xíu con ngồi đây con chơi. Ủa sao vậy? Cứu mẹ. Ba rửa tay nha. Ừ, ba đi rửa tay. Coi Bền ơi, cái hộp quà để đây con đừng có đụng vào nha, coi Bền nha. Con không có bỏ ra nha. Nhớ lời mẹ dặn không? Cái này là con của nhớ ba không? Mẹ nha. Đâu ghi nhớ cho mẹ coi coi. Ok. Ok, vậy bây giờ đứng đây đợi mẹ một xíu, mẹ vào bếp mẹ lấy cái ly nước xong mẹ ra liền nha. Lấy đi nước. Không hỏi nha. À không mẹ, ba rửa tay á, mẹ lấy nho cho Bình đi. Để mẹ rửa nho cho con nha. Ok. Nhưng mà không mở hộp quà nha con, không mở nha. Nhớ lời mẹ dặn nha con nha. Ba nghĩ là Bình không có đụng vô đâu. Mẹ cũng nghĩ vậy. Con muốn mẹ hả? Bây giờ con ra đi, mẹ cầm nho ra liền cho con nè. Đi ra, đi ra. Cô Bình có đồ ăn ngon là mời ngay các bạn đồ chơi, bạn gấu bông. Bình nhà ta quả là ngọt ngào quá đi thôi. Không có mở hộp quà ra nha Bình. Tôi biết sao nho hết rồi á. Nghe nè, từ nãy tới giờ đúng không? Bình có coi cái này giùm ba không? Có ai lấy không? Bình nghĩ ở bên trong có cái gì đâu? Đồ chơi. Đồ chơi hả? Ba mở nha. Thử thách lớn khôn. Đó xuống rồi. Ok. Cái gì vậy? Đồ chơi. Phải đồ chơi, khoái từ từ. Mở nhẹ ra cho coi thôi nha, coi thấy gì không nha. Ủa cái gì? Từ từ từ. Wow.
vui không? Cái này là đúng con mình thích luôn nè. Wow. Gấu. Em gấu. Ồ. Oh. Ồ, oh, cái này là cho mẹ đi đọc chuyện cho Bin nè. Tối nay mẹ đọc ha. Bây giờ ba đọc cái này nha. Chào mừng gia đình bé Khôi Bình đến với chương trình Thử Thách Lớn Khôn. Mong là gia đình bạn sẽ có những kỷ niệm lâu dài cùng với Thử Thách Lớn Khôn mùa 2. Ok không? Không, mùa 2. Thử thách gì Bin? Thử thách lớn khôn. Đúng rồi. Còn cái đoạn này là nó nhỏ rồi nha. Sweet. Vẫn còn một thử thách cam go chờ bé Bình ở phía trước. Coi Bình ơi, cho mẹ đi hỏi là con có thích cái hộp quà này không? Hả? Bình thích đồ chơi nào ở đây nhất? Thích đồ chơi. Không, từ từ, không phải, nhưng mà cái này không phải của Bình. Không, đồ chơi thích nhất của Bình là bé tí. Phải bé tí không? Món đồ thích nhất của Bình là phải bé tí không? Hay là cái nào? Không, cái này là của ba mẹ. Bây giờ nè, khoan con quên cái hộp này đi. Tất cả đồ chơi ở đây con thích nhất cái nào? Khủng long. Khủng long này đúng không? Vậy bây giờ nè, con có thể đổi cho mẹ khủng long này. Mẹ cho con cái hộp này, con đồng ý không? Hả? Con bị hết rồi. Cái nào? Con bị hết. Cái hộp này là của ba với mẹ. Khủng long này là khủng long con thích nhất. Bây giờ con có thể đổi với mẹ không? Mẹ cho con nguyên cái hộp này, có quá trời đồ chơi luôn. Con đưa cho mẹ em này. Mình thì mình nghĩ là Bình sẽ không chịu đổi. Suy nghĩ kỹ nha, có chuyện nữa đó. Nghĩ kỹ nha, có chuyện nữa đó. Con chịu. Hả? Con chịu không? Vậy đưa đây cho mẹ. Chịu. Ủa là sao? Là sao? Vậy đưa đây cho mẹ. Chịu. Ủa là sao? Không, bây giờ nè, từ từ nè, nghe ba giải thích nha. Bây giờ cái này là của Bình đúng không? Nhìn nè, cái này của Bình đúng không? Cái này là của ba mẹ. Ba với mẹ đổi cái này với con. Ba mẹ lấy cái này, Bình lấy cái này, Bình có chịu không? Không. Vậy con giữ cái này ha. À, con muốn cả hai đó. Con muốn cả hai luôn. Tự nhiên muốn cả hai vậy? Mà mình biết là Bình sẽ lấy cả hai. Tại vì khi mà đến với lại cái khủng long thì Bình rất là thích. Cái món quà đổi là cái con khủng long đó Bình cũng rất thích luôn. Bình cực kỳ thích luôn. Bình là đi học đem em đó theo để bảo vệ Bình, cho nên Bình không thể nào hy sinh cái em đó được. Có mấy con khủng long, mấy khủng long. Khó luôn, lấy hết. Nè, ba nói nghe, còn cái này chưa mở ra. Đó, chưa có mở nha. Thích cái này. Có biết cái gì đâu mà thích không? Mở ra thử xem. Cái gì vậy? Đây. Chúc mừng bé Khôi Bình và gia đình đã hoàn thành thử thách đầu tiên của chương trình. Đây là thử thách giúp bé bộc lộ được tính cách đặc trưng của mình. Dù quyết định như thế nào thì hộp quà này cũng chính là phần quà dành tặng riêng bé. Nghĩa là cái quà này là của Bình á, Bình được lấy hết á. Con cảm ơn đi. Cảm ơn. Nào bây giờ hãy chính thức bước vào chuyến hành trình thử thách lớn khôn nhé. Thử thách gì Bình? Không. Ok. Ồ, hào hứng để xem những cái thử thách tiếp theo của chương trình. Tại vì chưa gì mà mình đã thấy được một cái gì đó của con mình rồi. Chuyên gia tới đây. Cô Bình là một em bé cực kỳ tình cảm. Bằng cách là con ăn trái cây, xong rồi con lấy trái cây con đút cho hết tất cả các bạn thú xung quanh con. Bất kể đó là cái bạn thú được in ở trên cái bao gối, hay đó là một cái món đồ chơi thật sự ngay trước mắt con, hay đó là một cái bạn thú chỉ in trên một cái cầu tuột. Nhưng mà cái sự mà tương tác với tất cả những cái nhân vật mà con tưởng tượng đó là sống xung quanh con và con chia sẻ, thì đó là cái tín hiệu cho chúng ta thấy đó là cô Bình rất là thích thú với những tương tác với những đối tượng khác ở bên ngoài. Và con sẽ ưu tiên những cái tương tác đó hơn, và con ưu tiên cho cái việc là thể hiện tình cảm gắn kết, chia sẻ, gắn bó, tương tác qua lại giữa người với người. Và con sẽ thà là giữ lại những cái thứ mà con đã yêu quý, con yêu thương và con muốn có cái sự gắn kết đó hơn là những cái thứ mới. Bây giờ con phải chọn cho mẹ ba món đồ chơi con thích nhất ở trong phòng chơi của con, cho con mang ra đây. Go. Ba món đồ chơi con thích nhất nhá. Ok. Con thích Elsa không ạ? Con tưởng con thích búp bê không ạ? Con thích cái này. Mẹ có thấy con thích cái này bao giờ đâu?
Bây giờ mẹ hỏi này, bây giờ con đổi cái này giống một con búp bê Elsa được không? Vương có thấy cái sự cân nhắc giữa việc là cái hộp nhạc đó nó có thật sự thú vị như bạn Elsa nhà mình không, và hình như là không thú vị bằng. Ai đấy? Ok, thế là con không đổi đúng không? You're not exchange. Cái hộp mà chương trình không hề nghĩ rằng đó là món đồ chơi thì bé đã nhìn thấy nó là một cái món đồ chơi tuyệt vời. Và bé dùng cái tưởng tượng và cái quyết định rất nhanh của mình và thấy rằng đây chính là cái món đồ chơi mình thích hơn. Vương thích cái cách tư duy đấy của bé. Vương thích cái việc là bé sẽ tự mình quyết định, phán đoán, rồi cân nhắc và sáng tạo, và để tìm ra cái điều mà thực sự khiến cho mình bị hấp dẫn và thích thú hơn. Chuyên gia tới đây. Chúng ta có thể quan sát thấy em bé Lina cũng là một em bé có cái óc suy nghĩ logic khá là tốt, và cũng như là tự tìm cách giải quyết vấn đề cũng khá là tốt. Con thể hiện chính kiến của con rất rõ ràng và cái suy nghĩ của con rất độc lập và nói ra được rõ ràng cái điều mà con muốn. Khi mà mẹ Lan Phương yêu cầu là con ngồi đây, con chờ mẹ và con không được mở hộp quà ra nha, thì Lina rất là hợp tác với lời nói của mẹ. Khi mà mẹ Lan Phương đưa cho con một cái thử thách, đó là con có muốn đổi cái đồ chơi yêu thích nhất của con, thì Lina đã rất rõ ràng thể hiện đó là con không muốn, bởi vì con biết rất rõ là con muốn cái gì. Và ngay lập tức con nhìn thấy rất sáng tạo và suy nghĩ rất logic, đó là cái hộp quà đó trông rất là giống cái nhà. Và đối với con thì cái hộp đó chính là cái món đồ chơi mà con muốn. Giờ đổi cái này con thích nhất cái iPad không chị Vương? Mà sao không đổi iPad? Con thích chơi iPad. Giờ đổi cái bút được không? Đổi cái này. Đổi cái này. Cái này của cái này của chú tặng con. Tặng con, con đổi ngược lại. Không có cái gì cũng muốn đổi hết thôi. Đổi Thôi đổi bao quân đi. Sao vậy? Trời ơi. Ôi, bạn ngấn gì kỳ vậy? Ôi giỡn mà, khóc luôn nè. Lấy thì lấy, những đồ trong nhà thì thôi không được lấy ba gia đình con. Phúc mà nói là đổi bao quân chịu không, là coi như là bà rơm rớm nước mắt mà. Mẹ ngồi ở đó mà mẹ cũng thấy chết rồi, trời ơi, tại sao mình lại đưa con mình vô một cái trường hợp mà tội nghiệp. Có nghĩa là nó phải phân vân chọn lựa giữa hai thứ như thế đó. Lúc đó mà cảm thấy rất là tội nghiệp luôn á. Thôi không chậm nữa, mẹ biết rồi, mẹ biết con có cái món con thích. Búp bê LOL. Con có 2-3 con búp bê LOL giống nhau đó, con nhớ không? Mình đổi một con để lấy cái này. Vậy giờ liền sao nè? Chịu đổi búp bê LOL không? Bé này chắc cũng không đổi đâu. Này có thể san sẻ tất cả mọi thứ với bạn bè, kể cả đồ ăn, đồ chơi này nọ. Nhưng mà một em bé mà không có cái tính sở hữu bất cứ một cái món đồ gì hết thì ngược lại người ta sẽ không hiểu được cái cảm giác là mất cái gì nó như thế nào hết. Thử thách lần này cũng là cái lần đầu tiên mà bé cảm thấy là bé phải mất một cái gì đó để bé được cái gì đó, thì chắc là bé sẽ không có chịu nổi cái cảm xúc lúc này, và anh nghĩ là bé cũng sẽ không có đổi. Một trong hai món này. Trời ơi, bự dữ vậy hả? Suy nghĩ kỹ chưa? Món nào? Đổi này đi ha. Món này. Thôi này hả? Cái này giữ lại hả? Đúng rồi, cái đó giữ lại. Cái đó con thích. Cái đó con thích hả? Vậy con không thích bạn này sao?
Con nhìn bạn coi, con nhìn bạn nè, bạn nhìn con muốn rơm rớm nước mắt luôn. Bạn tưởng là con sẽ chơi với bạn, mà bây giờ con đổi bạn, tội nghiệp bạn quá. Chị nhìn lại coi. Mẹ là mẹ thấy thương rồi đó, nhìn kìa. Nhìn cái mặt nè, nhìn cái mặt muốn khóc luôn rồi nè. Nhưng mà không, con có tới hai bạn này lận, con suy nghĩ đi. Hai bạn mình có thể làm chị em sinh đôi với nhau. Cái này là em không đỡ cái nào hết. Wow. Thôi vậy mình trả một quà lại cho mấy chú. Ok. Ok luôn. Cô chú ơi, trả lại cái... Nhắm chọc em mà. Sao vậy con? Rõ ràng là Nì đang bị phân vân giữa cái chuyện là con rất muốn hợp quà, nhưng con lại không muốn mất cái này. Nhưng mà cuộc sống thì vốn dĩ nó sẽ phải là như vậy. Cái của Quân muốn sẽ là chỉ cho Nì là con phải suy nghĩ như thế nào đó. Ví dụ như thật ra con cũng sẽ không có đổi cái gì hết, mà cái món này nó sẽ được đưa qua cho một cái người khác và người ta sẽ sử dụng nó, đôi khi nó có ích hơn con. Nhưng đồng thời con lại được cái món quà này là cái phần thưởng của chương trình. Chứ còn thật ra thì tính Nì không muốn mất cái gì hết. Cái này là thử thách của mình lớn là mình phải biết chọn một trong hai. Mình phải mạnh mẽ với cái quyết định của mình. Lỡ đại nếu đi. Như con muốn cái này thì con phải hy sinh một cái, chứ không có ai có được hết tất cả mọi thứ hết, con hiểu không? Món này là quà của con mà. Cái nào con? À đúng rồi, quà sinh nhật bạn tặng con đúng không? Lúc đó thì con khóc nhiều lắm. Nó có ý nghĩa với con thích nó mà. Tại vì mấy bạn hoặc là mấy cô phải lấy tiền ra để mua nó tặng con. Rồi thôi giờ mình mở quà đi. Bây giờ mình mở quà ha. Đây, quà của Nì đây. Chúc mừng bé Queenie và gia đình đã hoàn thành thử thách đầu tiên của chương trình. Đây là thử thách giúp bé bộc lộ được tính cách đặc trưng của mình. Dù quyết định như thế nào thì hộp quà này cũng chính là phần quà dành tặng riêng cho bé. Rồi bây giờ hãy chính thức bước vào chuyến hành trình thử thách lớn khôn nha. Quà của cô chú nè. Chuyên gia tới đây. Do là Queenie và mẹ Vân Trang đã xem rất nhiều lần chương trình thử thách lớn khôn ở mùa trước rồi, thì cái điều đó nó sẽ gây nên cái sự tò mò và hiếu kỳ hơn nữa ở Queenie. Thì chúng ta bắt đầu mới thấy là Queenie làm đủ mọi cách để cố gắng kiềm chế cái sự hiếu kỳ và tò mò. Cô bé không thể rời xa cái hộp quà được, và con không muốn làm trái lời ba mẹ, cho nên là con đã tự sáng chế ra một cái giải pháp rất sáng tạo. Bây giờ không cho mở ra thì mình nhét vào. Và chúng ta có thể thấy là cái sự hài hước lẫn cái sự sáng tạo của em bé Queenie ở đây nó đã được thể hiện rất rõ ràng. Đến cái thử thách nhỏ nhỏ thứ hai, đó là phải lựa chọn một cái món đồ chơi yêu thích để đổi lấy cái món quà ở trong cái hộp quà đó. Thì qua cái thử thách này chúng ta nhận thấy Queenie là một em bé rất là tình cảm. Queenie đã nói rằng đây là cái món đồ chơi mà con đã được ai đó tặng con vào dịp sinh nhật nè. Rồi con nhớ lại là người này và người kia đã bỏ công sức ra, bỏ tiền ra mua quà này tặng cho con nè. Và bây giờ con buộc là phải đổi cái món quà này đi. Thì đó là một cái thử thách thật sự là khó khăn cho con. Queenie ngoài cái việc là một em bé vui vẻ, đáng yêu, thì con là một em bé cực kỳ tình cảm. Và con cũng rất là để tâm đến cảm xúc và những cái sự gắn bó với những người thân yêu của con xung quanh, là ba, là mẹ, là hai em bé nhỏ, là họ hàng, ông bà và cả những bạn bè thân quen của con nữa. Ôi bây giờ mình phải đổi cái quà này thành cái gì mà Hùng Tâm thích nhất trong... Nè, Hùng Tâm thích nhất trong đống đồ chơi của Hùng Tâm là gì? Among Us. Bây giờ con có thể đổi Among Us lấy hộp quà này không? Hộp quà có đồ chơi bên trong luôn á. Có nghĩa là con có một... Con thích nhất là xe. Má không biết trong này là con gì. Con lấy xe cho người ta. Không. Má thấy là con thích con Among Us. Má đề nghị như vậy. Trời ơi, con thích xe hơn Among Us mà. Vậy thì thôi, vậy lấy Among Us đổi đi. Mình không thích Among Us mà lấy làm gì. Ok không? Con thích Among Us hơn. Con gấu này sao? Con đổi sao? Là con được quá trời đồ luôn á. Con đổi không? Đổi không? Lấy cái này không? Con thích Among Us thôi. Vậy là con quyết định không đổi quà. Vậy con để lại cho người ta, để người ta đem về nha. Mày biết có thích cái gì trong đó không? Mày biết thích cái gì? Món quà gì? Dạ nó hai có vì em mì mí mà đổi cho em mì mí không? Không quyết định sao?
Mẹ cho mẹ mí. Cho mẹ mí món quà này đổi con ở Amon ếch của con nha. Ok à, không? Cô lấy Amon ếch của con đi. Rồi xin mời, vô lấy của con. Cô lấy Amon ếch đi. Phải là con không thích nhất là... con gì em Mì Mí đi. Nếu như mà con tặng cho em Mì Mí cái này đổi Amo ếch, con sẽ được rất nhiều thứ. Con quyết định sao? Quyết định sao? Con quyết định chỉ đổi con Amon ếch này thôi phải không? Phải không? Dạ. Để cái này là món quà của anh Bảo tặng con mà con không trân trọng à? Con còn thêm một, con còn hai con. Má nghĩ rằng là như vậy là anh Bảo sẽ rất buồn luôn á. Mà má ơi, hôm bữa mà má cũng nói là cho Mì Mí một cái con Amon ếch đi, xong rồi con nói là không, bây giờ con cho. Khi mà mình sanh em bé thứ hai thì mình dành cái thời gian nhiều đó, thì mình sẽ nhờ những cái người khác hỗ trợ mình để chăm Hùng Tâm, thì đôi khi con sẽ bị thấy giống như là bị bỏ rơi. Tất nhiên là vẫn rất là thương em, nhưng mà cái sự mà đố kỵ đó vẫn còn, nó vẫn còn là lỗi ở do bản thân của trong gia đình rất là nhiều đó. Nên mình phải cùng nhau để mà mình khắc phục dần dần á. Mình dám mạnh mẽ để mình đổi những cái mình yêu thích nhất cho em của mình, cho gia đình mình, má cũng thích nữa. Thì con nghĩ sao? Con sợ là không còn với con nữa. Con nghe nè, chỉ còn mấy đứa con mới thôi, vàng màu đỏ thôi. Vậy là Hùng Tâm không dám hy sinh cái của Hùng Tâm nữa. Rồi bây giờ mình lấy coi nè. Chúc mừng bé Hùng Tâm và hoàn thành thử thách đầu tiên chương trình. Đây là thử thách bé bộc lộ được tính đặc trưng của mình. Dù quyết định như thế nào thì hộp quà này cũng chính là phần quà dành tặng riêng bé. Bây giờ mình chính thức bước vào hành trình thử thách lớn khôn nhé. Có nghĩa rằng là chỉ thử lòng của con thôi. Con hiểu không? Vẫn tặng món quà này, em Mì Mí vẫn được, cả nhà mình đều được. Nhưng mà thử lòng của con đó là con không dám hy sinh cái của mình cho người khác. Con tự suy ngẫm. Lát nữa con tự đếm cục đá nhiệm màu mà tự suy ngẫm nha. Thôi, bây giờ hai anh em cùng chơi với nhau. Ở cái độ tuổi như vậy á, mà để khuyên bạn á, thì chắc chắn là không thể nào. Bởi vì nó là một cái món đồ chơi, mà cái món đồ chơi đó trẻ con lại rất thích nữa. Qua cái tình huống đó thì mình biết rằng là mình có nghĩ là Hùng Tâm dễ dụ, nhưng không. Hồi xưa mình cứ nghĩ rằng là nếu như mà dùng tình cảm này kia thì Hùng Tâm sẽ rất là dễ dụ á đó. Nhưng mà không, con vẫn có những cái chánh kiến của con thì má cũng sẽ rất là tôn trọng. Chuyên gia tới đây. Hùng Tâm có thể thấy nó là một em bé rất là lễ phép, giao tiếp rất là rõ ràng, và trong cái nếp sống hàng ngày của con cũng thực hành cái việc đó là kỷ luật và sống những cái nếp sinh hoạt hàng ngày rất là có giờ giấc, quy củ cụ thể và rõ ràng. Tuy nhiên, cái đặc điểm cá nhân, tính cách cá nhân của Hùng Tâm, chúng ta có thể thấy là Hùng Tâm là một em bé khá là lanh lợi và con khá là nhanh nhẹn trong cái việc là tìm ra cái cách để giải quyết vấn đề. À, ban nãy là mẹ chỉ bảo là không được mở thôi chứ mẹ không có nói là không được hé, cho nên là con hé. Con không chọn đổi Among Us mà con lựa chọn một món đồ chơi khác của con. Thật ra trong thâm tâm có thể Hùng Tâm đã biết là ồ, cái món này mà mình thích hơn và mình sẵn sàng mình đổi. Và mình đổi cái món này để lấy được cái món đồ chơi khác, thì chúng ta có thể bắt đầu nhìn thấy là cái sự tư duy, nhận thức và phát triển của Hùng Tâm đang ở cái mức đó là con đã bắt đầu tự lập luận và tự suy luận được những cái logic ở trong đầu của con để làm sao có thể giải quyết được vấn đề và đạt được cái mục đích cuối cùng nằm ở trong cái phạm vi mà con mong muốn. Nào, nào, Buna ơi, mở ra nào, mở ra. Wow, khoan, chưa được sử dụng đâu. Bây giờ á, mình phải đổi cái này với xe hơi. Con chịu không? Là bây giờ người ta sẽ giữ cái xe hơi của mình và mình sẽ giữ cái đồ trang điểm này, con đồng ý không?
Nhưng mà con sẽ mất cái xe này đấy. Con bị mất cái xe này luôn á. Không. Bây giờ phải làm sao? Khoan khoan. Không được. Không được. Bây giờ mình phải cho người ta cái xe này. Đổi lại mình sẽ được cái hộp trang điểm này. Dạ. Con. Đồng. Ý. Rồi mất cái xe mất luôn. Mất chiếc xe nhá. Mất chiếc xe luôn. Bây giờ nhét vào trong hộp trả người ta nhá. Là con mất luôn cái xe đấy. Rồi. Bây giờ con nghĩ lại đi, con chọn xe hay là chọn này? Con chọn nào? Chọn đồ trang điểm hả? Để thôi mất xe rồi. Rồi mẹ đưa xe vào đây đây. Rồi mẹ cho xe vô trong đó luôn. Trả lại cho người ta mất luôn mà. Mất xe rồi, tạm biệt xe đi. Bye bye xe đi. Bye bye. Buồn không? Buồn không? Buồn không? Không buồn. Rồi, không phải mất. Buồn. Rồi, rồi okay. Bye bye luôn. Thế là mất chiếc xe đấy. Mất chiếc xe đồng ý không? Con vừa đồng ý rồi mà. Bây giờ mất chiếc xe đóng vào không thể lấy nữa rồi. Đây cái đồ chơi của con đây. Đổi lại đây đấy. Rồi sướng. Yeah, có cái gì trong đó vậy ta? Đây coi bên trong đây còn có gì không. Nhưng mà xe để trả lại rồi. Bây giờ đổi rồi. Không, còn lá thư ở bên trên này. Xong rồi mình chưa đọc nữa. Đây rồi. Rồi để ba đọc cho. Chúc mừng bé Bona và gia đình đã hoàn thành thử thách đầu tiên của chương trình. Đây là thử thách giúp bé bộc lộ được tính cách đặc trưng của mình. Dù quyết định như thế nào thì hộp quà này cũng sẽ chính là phần quà dành tặng cho riêng bé. Nào bây giờ hãy chính thức bước vào chuyến hành trình thử thách lớn khôn nhé. Yeah. Con điệu nhất trên đời luôn á. Này con vừa soi gương con chạy đầu đi. Soi gương gì vậy? Soi gương đâu cho nó. Cài đúng rồi, cài tóc. Rồi xong ba cất cái hộp này đi nhá. Cất hộp này đi nhá. Xong rồi để mẹ đọc sách cho con nhá. Chuyên gia tới đây. Bona là một em bé tuy còn rất là nhỏ nhưng mà con có vẻ khá là dạn dĩ so với độ tuổi của con. Và con có cái chứng kiến rất rõ ràng cũng như là con khá là độc lập trong cái suy nghĩ khi Bona ngồi trước một cái hộp quà đã được gói kín. Và con không thật sự nhìn thấy một cái gì hấp dẫn cả. Mình nói ví dụ như là con không nhìn thấy đồ chơi gấu bông hay là búp bê. Thì đối với Bona nó không phải là một thử thách quá lớn để con phải phát sinh ra cái sự tò mò hay là muốn tìm hiểu là cái gì ở trong đó. Cho nên là chúng ta có thể thấy Bona khá là hợp tác và ngoan ngoãn chờ đợi ba mẹ ngồi đối diện với cái hộp quà đó. Và con vẫn chơi với cái món đồ chơi yêu thích của con, đó là cái xe ô tô. Với thử thách đổi hộp quà ở những em bé độ tuổi như Bona thì con sẽ rất là thích đồ chơi trang điểm làm đẹp công chúa. Nhìn thấy được ở trong sách truyện những cô công chúa rất dễ thương. Đó là một món đồ chơi mà con chắc chắn là sẽ rất yêu thích. Thế là ngay lập tức là con đã quyết định là con đổi. Con không cần cái xe ô tô nữa mà con đổi qua là con chọn cái hộp đồ trang điểm đó. Ôi trời ơi, sướng luôn. Đúng vị trí hàng ngày của mình rồi. Ai đây? Em bé. Cuốn sách này dành riêng cho mẹ Nhân và bé Bona. Bona là ai ta? Na đâu? Na đâu, đúng rồi. Thường ấy thì mẹ Nhân gần như là ngày nào cũng đọc sách cho Bona. Khoảng tầm lúc đi học về thì thi thoảng, nhưng mà buổi tối trước khi đi ngủ thì gần như là tối nào cũng đọc sách. Tối nào cũng đọc sách, tối nào cũng bắt hát. Chơi trốn tìm không? Thế phải cho ba nằm chứ. Cho ba nằm mình không? Chơi trò trốn tìm đi. Chơi trốn tìm đi. Ở đâu nhở? Bona ở đâu nhở? Bona ơi. Bona đâu ấy nhở? À đây rồi. À. Con trốn chỗ này à? Chết rồi. Mình đi trốn chỗ khác, mình đi trốn chỗ khác. Đi trốn chỗ khác đi, nhanh lên. Ba điểm đến 10 thôi nhá. Nếu mà không trốn kịp thì là thua nhá. Ok. 1 2 3 4 5 6. Ba đi tìm nhá. Xong chưa? Rồi, đi tìm này. Ai bây giờ phát ra tiếng là mình sẽ tìm thấy. Ồ, con phát ra tiếng. Con ngố thì. Có khách kìa. Ra xem ai đi con. Xem ai, nhanh. Con chạy ra với mẹ đi xem ai. Nhanh, đi ra đây, nhanh. Xem ai đấy. Ai đấy nhở? Ai đến nhà đấy? Ai đến nhà đấy? Nào, nó là bé. Hello. Dạ, chào chị Nhân đi xa. Chào chị
ra là dì Thiên An và bé Son ghé chơi nhà Bona nhân một ngày nắng đẹp. Bona nè. À trời, trời tặng gấu cho em kìa. Trời tặng gấu cho em kìa. Chị Bona sẽ chơi với em Son như thế nào đây? Cùng đón xem tập tiếp theo nha. Vậy là với thử thách chiếc hộp bí mật, các cô cậu bé của thử thách lớn khôn mùa 2 đã dần bộc lộ màu sắc và cá tính riêng của mình. Cùng với đó, mỗi ông bố bà mẹ cũng toát lên những cách dạy con khác nhau. Ở tập tiếp theo, với thử thách đối mặt với người lạ, các em bé của chúng ta sẽ có những phản ứng như thế nào đây? Bản lĩnh hay khóc nhè? Và bố mẹ liệu có bất ngờ trước những khía cạnh chưa từng thấy ở các con? Tất cả sẽ có trong tập 2, sẽ được phát sóng vào lúc 19h30 ngày 2 tháng 12 năm 2022 trên kênh HTV7. Cơm pho cho da nhạy cảm, thêm một bước xả, nhân đôi thơm mềm, hân hạnh đồng hành cùng chương trình Thử thách lớn khôn mùa 2. Thử thách lớn khôn. Chọn đồ thôi, chọn đồ thôi, chọn đồ thôi. Con muốn. Thế này á, con có thích mặc màu hồng giống mẹ không? Ok. Bây giờ mẹ cho con hai bộ. Con nghĩ thử nhá, con quyết định nhá. Một trong hai này thôi nhá. Mini Minimal. Bộ nào? Mini Minimal. Put the baby on the pole. Run the baby fish. Mini Minimal. Bộ này à? Bây giờ mình sẽ để cái này lâu rồi, bây giờ mình đi giặt cho nó sạch. Mình vào Hồ Chí Minh mình mặc đồ cho nó thơm tho để gặp các bạn nhá. Con đi giặt đồ với mẹ không? Đi, nào mỗi người cầm một cái. Đi giặt đồ, go. Bỏ nhá, để từ 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 để mẹ. Con mở. À con mở, ok. Yippee. Rồi, con nhét vào đi. Trời ơi, bây giờ mẹ đóng vào nhá. Mẹ mở cái này ra xong mình đổ nước giặt vào trước, đúng không? À con làm luôn à, ok. Thơm đấy. Ok, sâu tây à, đúng rồi. Rồi con đặt xuống. Rồi, nước xả nhá. Em bé, em bé Lina ngày xưa. Bây giờ mẹ đổ ra cái nắp này, sau đó thì là con lấy cái nắp con đổ vào đây nhá. Rất là nha. Giống sữa. Đúng rồi, giống sữa. Nào con đổ vào, hai tay, cẩn thận con đổ. Hai tay, con đổ vào cái nắp nhỏ này. Cái nhỏ này. Đúng rồi. Thế. Rồi. Giỏi quá, cảm ơn con. Khám phá cho da nhạy cảm, hân hạnh đồng hành cùng chương trình Thử thách lớn khôn. Ngại gì khó khăn đâu, cả nhà luôn bên nhau. Điều đó giúp con sẽ lên cùng đời. Từ nay con sẽ lớn hơn, sẵn sàng bước qua trong gai rất nhiều phía trước. Và con sẽ không mệt đâu, vì bố mẹ luôn là người dẫn đường. Chỉ cần mạnh mẽ chút thôi, một chút nữa thôi. Lớn khôn, từ nay con sẽ lớn hơn, sẵn sàng bước.